bản thân mình là một người yêu đơn phương, bản thân em là một đứa con gái nữa thì em cũng sẽ sợ. Sợ người ta không thích mình đúng không? Cái nỗi sợ lớn nhất em nghĩ đối với các bạn gái là sợ nói ra thì mọi chuyện sẽ hỏng.